Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Ba Đa Hương Nguyễn. Thì hôm nay Ba Đa Hương Nguyễn lại mang đến cho mọi người thêm một món ăn sáng nữa, đó là món bánh canh chay. Ba Đa Hương Nguyễn sẽ chỉ cho mọi người cái cách nấu mà đơn giản nhất mình có thể thực hiện để mà mình có thể nấu ăn sáng hàng ngày. Tại vì thường á, buổi sáng nhất là những cái ngày trong tuần thì mình mắc đi làm mọi người, cho nên không có nhiều thời gian. Ba Đa Hương Nguyễn sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách nấu mà đơn giản và nhanh chóng nhất nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu của mình sẽ gồm có bánh canh. Bánh canh thì mình mua loại bột gạo có ớt sừng nè, rồi có cà chua, rồi có đậu hũ, mình mua loại chiên sẵn luôn cho nó nhanh ha. Rồi có cà rốt, cải thìa, thơm, củ cải trắng và một ít củ sắn. Mình sẽ sơ chế như hình nha mọi người. Phần rau thì mình sẽ rửa sạch, còn những cái phần khác thì mình sẽ cắt ra như Ba Đa Hương Nguyễn làm nè mọi người. Hồi nãy Ba Đa Hương Nguyễn quên nói với mọi người là mình sẽ chuẩn bị thêm một ít hành tây nữa nha mọi người, cho nó được thơm hơn. Với Ba Đa Hương Nguyễn thích ăn hành tây lắm. Còn nấm thì mình sẽ điệu điệu mình cắt như vậy nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nấu nước dùng. Cái phần này thì mọi người sẽ cho nửa củ cải trắng và nửa củ cà rốt ha, và nửa củ sắn. Sau đó mình sẽ cho nước lọc vào và mình sẽ đun khoảng 40 phút. Bây giờ thì trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ đun nóng dầu, rồi mình sẽ cho thơm và cà chua vào và mình sẽ đảo đều cho đến khi nào mà nó ra nước và cà chua nó rã ra là được. Khi mà nấm thơm và cà chua bắt đầu ra nước á, thì mình sẽ bắt đầu mình cho vào đây một chút xíu đường để làm dịu lại cái vị chua. Thì ở đây Ban Đơn Nguyễn sử dụng đường ăn kiêng để cho nó được healthy hơn một xíu nha mọi người. Mình sẽ cho khoảng một muỗng cà phê thôi là được. Đối với đường ăn kiêng thì do là nó ít ngọt á mọi người, cho nên là mình sẽ cho 2 muỗng ha. Còn nếu mọi người không có dùng đường thường thì mình chỉ cần 1 muỗng thôi là được rồi. Bây giờ thì mình nó khi mà nó ra nước như vậy là được nha mọi người. Sau khi mình đã đun cái hỗn hợp này được 40 phút thì mình sẽ vớt bớt ra, mình vớt củ sắn và củ cải trắng ra, còn để lại một ít củ cà rốt thôi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần thơm và cà chua này vào, rồi mình sẽ nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó là mình nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Đó. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm 1 muỗng canh nước tương nha mọi người. Nước tương mình hay dùng là nước tương Meiji, cái nắp vàng á, mình thấy nó rất là đậm đà và cái vị cũng rất là ngon. Sau đó thì mọi người sẽ nêm nếm lại thêm một lần nữa. Nếu thấy vừa ăn rồi thì là ok ha, mình sẽ đun ở lửa nhỏ. Sau đó khi mà nước sôi lên á thì mình sẽ cho nấm vào. Trong thời gian mà đợi nấm chín thì mình sẽ trụng bánh canh, mình sẽ đun nóng nước, sau đó mình sẽ cho bánh canh vào và mình nấu tới khi nào mà bánh canh chín thì mình sẽ xả qua với nước lạnh và mình để ráo nước nha mọi người. Khi mà nấm nó đã chín rồi thì mình sẽ cho đậu hũ mà chiên sẵn này vào. Đó, sau đó thì mình sẽ bày ra tô và mình múc nước mình chan lên rồi mình thưởng thức. Cái món này thì ăn sáng cực kỳ ngon, bởi vì kiểu người Việt Nam mình thì thích ăn buổi sáng ăn cái gì nó nóng nóng nước nước cho nó dễ ăn á mọi người. Và cái món này cái nước dùng của nó rất là thanh và nó ngọt của rau củ á mọi người. Ăn rất là ngon luôn. Và mình cảm thấy ăn nó kiểu nó nhẹ bụng á mọi người, và cảm giác rất là không có bị dầu mỡ lắm, là một món rất là đáng để thử ha. Mọi người có thể thử nấu cho gia đình mình ăn. Nếu mà mình ngán thịt cá quá rồi thì mình cũng có thể thử cái món này, vừa ngon vừa kia bằng lành tính. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Banda Hương Nguyễn để đón xem thêm nhiều clip hay hơn ha. Nếu mọi người thích những cái món chay này thì mọi người có thể vào danh sách phát món chay của Banda Hương Nguyễn. Thì trong đó Banda Hương Nguyễn cũng có đăng rất là nhiều cái clip về đồ chay. Mọi người có thể vào đó để tham khảo, biết đâu là mình sẽ tìm được một vài những cái gợi ý để không phải đắn đo khi là suy nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì cho gia đình mình nha. Bye bye mọi người.